Huyện Đắc Hà có tổng diện tích gieo trồng gần 32.200 hecta. Dự báo mùa khô năm 2024 có hơn 500 hecta có khả năng khô hàng, trong đó 460 hecta cà phê và 85 hecta lúa nước. Để chủ động phòng ngừa hàng hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện xây dựng kế hoạch chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống hàng hán cho các loại cây trồng trong đó chủ động theo dõi mực nước các hồ để có phương án điều tiết hợp lý, tổ chức nào vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dùng các biện pháp giữ nước, tích nước, tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời theo kế hoạch. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng chống hàng, nhất là các hồ chứa đang triển khai xây dựng mới, tu sửa nâng cấp, kiểm tra, tu sửa cộng đồng mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt động, nhất là các công trình đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo nguồn nước không bị rò rỉ, thất thoát ngoài ra thường xuyên theo dõi thông tin dự báo của đài khí tượng thủy văn để vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước và đảm bảo an toàn đập vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa vận động nhân dân thực hiện tưới tiết kiệm tưới vừa đủ cho nhu cầu cây trồng bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn các công trình thủy lợi